Nhưng mà cuối cùng là cái nhà hàng đó không còn phòng, nó chỉ còn một phòng hai giường thôi. Đi ăn uống, đi nhậu nhẹt thì cũng uống bia. Về thì cuối cùng hai giường là thành một giường. Kẻ nào mong men đến cái giường kẻ kia trước. Anh đi vô trong nhà vệ sinh, cái mẹ em nó Thảo ấy, Thảo, sao thằng ấy đẹp trai mà tao thấy nó lùn quá. Ví dụ giờ chị tưởng tượng á, mà thằng Phi nhà chị á, mà nó nói với chị là mẹ ơi, giờ bạn gái con có bầu là chị vui lắm á. Ồ, thiệt là tại vì sao đó, con mình trai thẳng luôn. Mình xác định luôn con mình trai thẳng luôn, đó là vui. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để chào đón cặp vợ chồng. Rồi mời hai em ngồi. Dạ cảm ơn. Không biết là hai đứa đó là có nôn nóng lên chương trình Vợ Chồng Son này không ạ? Dạ nôn chứ ạ. Rồi cảm ơn hai em đã yêu mến chương trình Vợ Chồng Son. Rồi bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Trường Di. Hiện tại sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Em làm ngành gì nè? Dạ em làm tài xế. Tài xế rồi. Bao nhiêu tuổi? Nhiêu tuổi nè? Dạ 27. Rồi mời em. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Lê Thị Phương Thảo ạ. Năm nay em 27 tuổi, em làm kinh doanh quán ăn ạ. Ăn những món gì ạ? Dạ ốc. Trời ơi, món tủ của tôi ở đâu địa chỉ? 1333 Hoàng Sa, Tân Bình. Gần mà em đi đâu mà gần đây. Rồi bây giờ nè, hai đứa lần đầu tiên hai đứa gặp nhau á là ở đâu? Và có ấn tượng gì về nhau không? Dạ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là ở một nhà hàng. Lúc đó em đi xin việc làm, vợ em thì làm lễ tân, rồi mới gặp rồi này kia, rồi mới nói chuyện này kia với nhau. Nhưng mà em lần đầu tiên em gặp cô gái này, cái gương mặt của cổ và cái cử chỉ của cổ là em có kết liền không? Không, nói chung là lần đầu tiên em gặp thì khuôn mặt thì em không ấn tượng. Nhưng mà em chỉ ấn tượng được cái dáng thôi, với cái nước da. Dạ. Dáng cao ốm đúng không? Dạ đúng rồi, cao hơn em. Da trắng mịn đúng không? Còn em sao, em gặp bạn này em ấn tượng gì? Mới đầu tiên là không ấn tượng, nhưng mà đến mấy hôm sau á thì nhắn tin rồi đi chơi thì em mới nhìn em kỹ thì em mới ấn tượng bởi cái nụ cười á. Anh ấy là người chủ động xin số điện thoại em đúng không? Dạ đúng rồi. Sau đó có điện thoại rồi chắc là tán suốt đúng không? Dạ đúng rồi, tán suốt luôn mà. Tán không để cho người nào tán luôn. Bao nhiêu lâu thì tỏ tình này? Tại vì đợt đó đợt Tết á chị. Em đi về quê hai mấy ngày em mới vô lại. Thì em tính là em để về quê vào thì em mới trả lời để em xem là khi em về quê thì có nhắn tin gọi điện nhiều hay không. Nhưng mà khi em về quê rồi á thì ngày nào cũng nhắn tin gọi điện trơn á. Gọi điện suốt, mà tới lúc mà mẹ em kêu là mày nói chuyện với thằng nào nói chuyện hoài luôn. Mà tôi thấy tôi mệt ghê luôn á. Nhưng mà rồi ăn Tết trở vô thì sao nè, chuyện tình là đi đến đâu nè, phải có tình nhiều chứ đúng không? Em ở ngoài quê thì em nói là nếu như mà được á thì để em về quê vào thì mình sắp xếp đi Vũng Tàu chơi một chuyến. Thì lúc mà em xuống sân bay Tân Sơn Nhất á thì An Giang đón em rồi đi Vũng Tàu luôn, đi thẳng Vũng Tàu luôn. Luôn đó. Đi ô tô hay đi xe máy? Đi xe máy ạ. Không cần nghỉ ngơi em ơi, cái tình yêu tuổi trẻ nó ngộ nghĩnh lắm. Rồi chuyện gì xảy ra trong cái đợt đi Vũng Tàu đó? Vui không? Thì lúc xuống Vũng Tàu hai đứa tính là thuê hai phòng. Nhưng mà cuối cùng là cái nhà hàng đó không còn phòng, nó chỉ còn một phòng hai giường thôi. Cuối cùng hai đứa cũng thuê một phòng hai giường. Thì lên đó tắm rửa nói chung bình thường, tắm rửa xong đi ăn uống đi nhậu nhẹt thì cũng uống bia. Về thì cuối cùng hai giường là thành một giường. Kẻ nào mong men đến cái giường kẻ kia trước. Anh cái lúc mà em được cô ấy coi như là ngỏ lời là đi Vũng Tàu là chắc trong đầu chắc cũng manh nha đúng không? Có ủ mưu chưa? Có đấy chứ. Trời ơi, nói là ăn hải sản là cũng có một sự trong cái chị. Hải sản là khỏe lắm với nha chắc chị. Chắc ăn đồ sống không luôn. Nào sống chấm một tạc không? Sau đêm đó thì có ở lại không? Chuyện gì xảy ra nữa? Sau đêm đó là về là cảm thấy là càng yêu nhau hơn. Đúng. Càng muốn cắt kết nhau hơn. Mà kiểu là trong đó lúc đầu em là muốn cưới người này rồi. Nhưng mà kiểu là thời gian vẫn còn ngắn quá là mình là muốn để thêm một thời gian nữa. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Thì tầm tháng hơn tháng sau thì em có bầu. Bác sĩ hay quá. Đúng rồi, bác sĩ là báo tin vui đúng không? Dạ. Đó. Khi em biết tin vợ có bầu gì đó em vui không? Dạ vừa vui mà vừa hoang mang. Sợ. Dạ đúng rồi. Tại vì thấy còn trẻ quá đúng không? Sợ. Dạ đúng rồi, tại vì hai đứa vẫn đi làm cái công việc bình thường, nói chung chưa có ổn định gì hết. Nhưng mà em thì có gặp mẹ của Thảo không? Dạ gặp rồi.
Em buồn cười mỗi câu là anh đi vô trong nhà vệ sinh, cái mẹ em nói Thảo ơi Thảo, sao thằng ấy đẹp trai mà tao thấy nó lùn quá. Thấy nó lùn quá. Quê nhờ. Quê nhờ. Chọn lần nào cao cao tí, chọn lần lùn quá hả? Em nói nó cười. Nhưng mà thôi, con dính rồi mẹ ơi. Đó. Ví dụ giờ chị tưởng tượng á, mà thằng Phi nhà chị á, mà nó nói với chị là mẹ ơi, giờ bạn gái con có bầu là chị vui lắm á. Ồ, thiệt. Là tại vì sao? Với con mình trai thẳng luôn. Ừ. Mình xác định luôn con mình trai thẳng luôn. Đó là vui. Rồi sau đó là bao lâu thì mới cưới? Sau đó phải tầm 2 tháng, 3 tháng nữa mới cưới. Nhưng lại chưa có thời gian tìm hiểu nhau mà đã thành vợ chồng liền, là đi vào cuộc sống hôn nhân liền, đúng không? Đúng không? Rồi nếu vậy thì trong cuộc sống hôn nhân là các bạn có hay gây lộn rồi này kia, xích mích cãi cọ nhau không? Gây lộn thì gây lộn to thôi chứ không phải gây lộn mà bé, gây lộn mà sóng gió đó, sóng gió to luôn á. Ừ. Là lý do sao nè, sóng gió làm sao mà hai đứa chăm em bé rồi xong rồi là không có hợp về cái cách chăm sóc cái gì, đúng không? Dạ. Thì mới sanh về tầm được nửa tháng. Ừ. Thì em bé cứ hay khóc đêm này kia. Ừ. Thấy sanh xong là bắt đầu thấy thay đổi rất là nhiều luôn. Ừ. Mệt mỏi này kia, cáo này kia lên. Thì nói chung thì vợ mệt thì chồng cũng mệt. Bắt đầu trong nhà nói chung mà không có cười nói chuyện vui vẻ này kia nữa. Bắt đầu mới cãi nhau. Quạo. Quạo. Cãi nhau. Dạ. Nhưng mà gây nhau lớn như vậy thì là có huề nhau nhanh không? Hay là không sau giận về lâu? Rồi, không sau về. Đúng rồi, có đến nỗi mà giận nhau đến cái mức mà chồng phải bỏ nhà, đi khỏi nhà, hoặc là vợ đòi ly dị hay này kia nọ không? Là chồng giận là bỏ nhà đi luôn á? Bỏ về nhà mẹ đẻ, ngủ đến sáng hôm sau về. Ờ. Em ở nhà em trông con. Tưởng ông Hoàng kia ông ở luôn, ai về ông đi về bộ. Đêm đó em ngủ, em thấy ngủ ngon không? Ngủ ngon lắm. Tại mệt. Mấy ngày mấy đêm không ngủ. À. Thôi nhưng mà nói chung là hai vợ chồng là chỉ có xích mích cái chuyện đó là lớn nhất thôi. Dạ, đúng không? Đúng. Và từ đó tới giờ là không. Dạ không. Nhưng mà hỏi thăm em bé bây giờ nó bớt khóc chưa? Dạ bớt rồi. Ừ. Thường là nó 3 tháng à? Nó qua 3 tháng 10 ngày. Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ đề á là thường 3 tháng 10 ngày là nó hết á. Dạ. Thôi chúc mừng nghe. Dạ. Rồi. Thôi giờ đến tới cái phần vui tật xấu. Tật xấu của chồng là gì nói đó? Chồng em á chỉ được cái nóng tính thôi à. Ừ. Nóng tính lắm. Chỉ bị chứ không phải chỉ được. Nóng cái đó mà được. Nóng mà giống như kiểu ai đổ nước sôi vô người á, nhưng mà tí là hết à. Nhưng mà mỗi lần nóng lên thì thể hiện như thế nào? Đập đùi. Kiểu cứ khùng lên vậy á. Còn bây giờ còn đập không? Bây giờ thì đỡ rồi. Bây giờ cũng phải ngồi trước được 10 thì bây giờ đỡ được 5 rồi. Thì đập đồ này rồi có đập vợ không? Đó không, bữa đòi ly dị là đánh em cái em mới đòi ly dị đó. Đó. Đánh em cái rồi má em đòi ly dị đó. Nhiều lúc em không muốn chia sẻ nữa tại vì mình muốn là mình nói ra cái bắt đầu khùng lên em không muốn chia sẻ nữa. Hãy giờ về nguy hiểm lắm nghe. Rồi cái gì nè? Vậy thôi là chứ chồng em số 1 lắm. Chăm con nè, thay biển nè, tắm nè, rồi hả ru con ngủ ở chung làm hết. Từ lúc cưới vợ về là không có bạn bè gì, không có nhậu nhẹt gì, không có hút thuốc, không có gì luôn, không có cà phê, còn pháo không gì hết trơn. Ở nhà không à. Không mê game, không mê gì hết. Mê game thì thỉnh thoảng chơi vui thôi, nhưng mà nhiều lúc mê game không phải mê đến độ mà vợ nhờ cái gì đó mà từ từ anh làm để anh chơi hết. Không, nghĩa là đang chơi game mà vợ nhờ cái là bỏ điện thoại xuống là đi làm luôn chứ. Ôi, đau quá thì... Có mê mua sắm gì không? Chồng em thì ăn cái gì cũng được, nói chung là cái gì cũng được, cho ăn cái gì cũng được, nhưng mà mặc đẹp, đi ra ngoài đường là phải mặc đẹp. Mặc đẹp ăn là có mặc đẹp. Đồ hiệu không? Mặc đồ hiệu. Mà có mê mua đồ hiệu không? Không mê, thỉnh thoảng mua được một hai đôi hay là một bộ đôi, một áo. Thế gì đủ rồi. Cho dù có mê đồ hiệu hay là cái gì á, là mê đồ hiệu không phải là tính xấu. Yeah. Mà cái đó chỉ xấu khi nào mà mình không đủ khả năng mà mình vẫn tìm mọi cách để mà mình sở hữu được cái món đó thì cái đó mới là phải thay đổi. Yeah. Chứ còn mê đồ hiệu ai cũng mê hết trơn. Ừ. Tại đồ hiệu nó tốt mà. Em nó đẹp nữa mà em vẫn mê. Rồi giờ thấy em nó gì? Dạ, kể tật xấu hay là tật tốt chứ anh? Xấu. Ở đây không có kể. Chương trình tốt. Chương trình khai tật xấu. À, khai tật xấu đúng không? Ừ. Xấu nhất là cái tật mà hay cầm rạm, hay nhăn nhó. Ừ. Em thì em cái gì cũng được chứ, nhưng mà em ghét nhất là nhăn nhăn suốt ngày. Ừ. Đó, dù có chuyện gì nói ra, chứ mà nhăn nhăn này kia mà tới họ mà nói chuyện ra bắt đầu mà cãi ông ống lên là nói chung là sừng sừng mặt lên đó là em không thích kiểu đó. Ừ. Ngày xưa tánh mình rất là nóng, hai vợ chồng đều một mạng nhau luôn, mặt quả hết luôn, rất là nóng. Nhưng mà mình suy nghĩ lại rồi mình mới từ từ mình mới rút ra được này kia. Thôi bây giờ có chuyện gì giận dỗi hay chăng nữa bỏ đi chút xíu đi rồi về cho nó yên lành nữa. Ừ. Còn tật xấu nữa là quên trước quên sau, từ lúc mà chưa có con tới lúc mà có con đi cũng vậy nữa. Hậu đậu không?
hậu đậu lắm. Mẹ thì chỉ có mình vợ thôi. Dạ. Cưng nên là được chiều. Dạ. Mẹ lo cho hết. Dạ. Đúng không? Dạ, đúng rồi. Là không biết làm. Ở nhà công việc nhà đồ là có làm hết luôn không? Em làm hết. Không làm hết thì em không có làm. Sáng là thức dậy nè, hỏi ăn gì, đi mua cho, rồi về giặt đồ cho con. Xong bắt đầu ngâm bắt đầu mới sấy bắt đầu mới phơi lên. Cổ có giặt không? Từ hồi mà sanh tới giờ chưa giặt được một cái quần luôn. Không là không cứ mà. Tại vì không phải là không làm, nhưng mà không có để cho làm. Tại vì còn trong cử không cho làm. Trời ơi, giờ em có mong vợ em thay đổi gì không? Nói chung là chỉ mong vợ thay đổi là làm cái việc gì mình cũng nên sắp xếp trước sau này kia rồi mình phải làm. Chứ đừng có giống như hồi chiều này, đi làm tóc từ hồi 8 giờ rưỡi sáng mà tới 3 giờ 10 mới xong. Mà mình đã hẹn với chương trình là 3 giờ 30 là có mặt rồi. Làm tóc xong rồi cái đầu ướt nhẹp luôn, đội nó bảo hẻm đi luôn. Chạy qua đây là đúng 4 giờ. Dạ. Rồi giờ em mong muốn Duy thay đổi điều gì? Em chỉ mong chồng em bớt nóng tính lại thôi. Nghe vợ nói một tí, ví dụ như là có chuyện gì thì hai vợ chồng chia sẻ nhau một tí chứ. Nhiều lúc mà muốn chia sẻ mới không biết chia sẻ kiểu gì. Đừng có sưng cồ lại, dạ. Đúng không? Thế sao hai đứa bây giờ thì mình không có thời gian mình tìm hiểu nhau trước. Dạ. Đó, cái mọi thứ nó bước vào cái cuộc hôn nhân nó nhanh quá. Thì thành ra là bây giờ tụi em gần như là phải khám phá và tìm hiểu nhau đó. Thì đùng một cái là về đã hôn nhân thì chớ lại là có con ngay nữa. Dạ. Có con liền. Ừ. Thì nói chung là hai bạn phải cảm thông rất là nhiều cho nhau. Dạ. Thì bây giờ về phía mình thì mình cố gắng là mình tìm hiểu đi tại sao anh nóng. Thì lần sau mình né những cái đó đi. Thì từ từ sẽ thành cái thói quen là sẽ bớt dần và bỏ hẳn. Thì cái điều đó có lợi cho mình thôi. Dạ. Thì còn về phía em á, thì thực sự bây giờ vợ em á, trong cái thời gian này thì thực sự vợ em có những cái mà, thứ nhất là về trí nhớ nha, giống như lực bất tòng tâm vậy đó, muốn nhớ mà nó cứ nhớ quên nó chưa đâu. Con khi nào con phải chừng một năm mấy á thì mới ổn định lại cái nội tiết tố trong người mình á. Dạ. Thì bắt đầu mình mới có thể ổn định lại. Dạ. Được ha cưng. Dạ. Ha. Thì là những cái thời điểm như thế này là thời điểm người phụ nữ á, rất dễ tủi thân nè, rất dễ mặc cảm nè, rất dễ buồn. Thì ở đây chị đừng nói hai đứa đều biết những cái điều đó để mình giữ cho nhau, mà mình phải làm sao mà mình cố gắng mình yêu thương nhau hơn. Dạ. Đúng không? Nếu mà mình nghĩ là mình sống với nhau suốt đời. Dạ. Dạ. Rồi. Dạ. Dạ. Hy vọng là những chia sẻ của chị Vân sẽ giúp cho hai vợ chồng em có thêm kinh nghiệm. Dạ, dạ, dạ. Rồi, xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình. Buổi tối á thì ngồi mà đến khi mà quán mà đóng cửa luôn mới chịu về, tại vì không biết về để sẽ làm gì. Hồi hộp đó. Dạ. Sau chuyện đó đi thì tình cảm hai đứa càng kháng khích với nhau hơn. Hiểu nhau hơn. Rồi vợ em được cái là nấu ăn rất là ngon, là nấu được có những cái món liên quan tới luộc với chiên thôi. Và bây giờ mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào em, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Nhật Minh, năm nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là tài xế chạy xe hơi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Phan Thảo, hiện tại đang là sale ở bên ngành làm đẹp. Dạ. Hàng đẹp. Gì đẹp quá. Rồi, hai em quen nhau như thế nào? Cũng là một dịp tình cờ, là quê của cô này thì đang tổ chức đám cưới. Em cũng về đó với lại mẹ của em, tại vì mẹ của em á là bạn của cậu em. Dạ. Dạ. Thì vô tình về thì hai vợ chồng gặp nhau dưới đó. Lúc em gặp anh này á, em không để ý gì luôn á. Chỉ có ấn tượng là mỗi lần mà em đi đâu cái em quay lại là thấy anh đứng kế bên em. Ủa sao vậy em? Tại vì em thấy cổ xinh, em dễ thương. Nhưng mà em bị cuốn hút. Em lộ luôn từ lúc đầu luôn. Có như gặp cái là em giống như em bị choáng liền, đúng không? Dạ, em cảm đúng thấy em thích. Trong khi vợ thì không có cái... Không để ý gì. Tại vì đám cưới dưới quê á, là hầu như mọi thứ đều là tự tổ chức, tự nấu ăn, rồi tự trang trí. Cứ em thổi bóng bóng cái là quay qua thấy ổng đứng thổi bóng với em. À. Xong cái thổi bóng xong cái em ra em quét sân, cái thấy ổng cầm cái chỗ mới sân với em. Chung là đi theo tò đó. Đó. Đến ngày hôm sau á, là đám cưới xong hết rồi, thì anh xin số điện thoại. Thì lúc đó thì em cũng là ở trên này, chỉ về quê chơi thôi. Bao lâu thì tụi em chính thức yêu nhau? Khoảng chừng vài ngày sau á, thì em nhận được tin nhắn của anh này. Anh rủ em đi, anh sẽ dẫn em đi ở Sài Gòn những nơi mà anh biết, rồi anh dẫn em đi tham quan. Có lời ông bướm liền gì. Dạ, đúng rồi. Em có nhận cái tình cảm đó không? Lúc đó thì em cũng đang cô đơn. Xong rồi cái em mới nói để coi anh này anh làm cái gì.
tại vì cũng mồm miệng dữ lắm. Nhưng đến lúc đi chơi á thì rất là hiền, rất là dễ thương, kiểu không có vồ vập gì hết á. Đi với em cũng coi như giữ khoảng cách cho em rất là tốt, không có kiểu mà bóc hốt gì hết. Dạ. Tầm khoảng 3 tháng hay 4 tháng gì đó thì em mới chủ động ngỏ lời làm quen cổ bằng là em gửi một cái bài hát. Thì cổ nghe cả ngày luôn. Sau đó đến cuối ngày thì em mới hẹn cổ đi chơi. Rồi em mới hỏi là tay em đâu rồi. Cổ đưa tay ra. Rồi em mới cầm tay cổ đặt lên eo của em. Cổ mới kêu là ủa vậy là quen rồi đó hả? Dễ thương vậy đó. Dễ thương quá. Còn trước đó là coi như trong 4 tháng trời quen với nhau là tay chưa có nắm. Dạ, giữ khoảng cách. Không hung, không nắm tay, không gì hết. Dạ, đúng rồi. Đa phần là quận 7 mà chỗ đó rất là tối. Nhưng được các bạn này không bao giờ mà kiểu mà hay là có bất cứ hành động nào với em hết đó. Nhưng mà sau cái 4 tháng đó, sau cái đêm mà nắm tay vô eo đó thì bạn có tiến triển vồ vập là bốc hốt giống như không còn giữ gìn đâu? Cũng không bốc hốt luôn chị. Bao lâu thì tụi em mới cưới? 8 năm. Mà 8 năm vẫn giữ khoảng cách luôn? Không, dạ không, cái đó là không có rồi. Bây giờ bao lâu thì các em mới gần, coi như là gần gũi với nhau mà thân mật nhau? Đốt cháy khoảng cách. Từ lúc mà cô ấy ôm eo của em rồi á, là xác nhận là người yêu rồi đó, coi chỉ có những cử chỉ thân mật hơn. Cô cũng hay rủ em đi đến những chỗ mà nó lãng mạn, phải không? Lãng mạn rồi nó tối chẳng hạn như karaoke mà chỉ có hai đứa thôi. Có làm gì không? Dạ không. Lần đầu tiên của các bạn là khi nào? Ấy ấy là ở đâu? Ấy ấy đó. Gần nhau vậy rồi đến một lúc thì em mới ngỏ lời rủ cổ đi Vũng Tàu chơi. Sau bao lâu yêu nhau? Dạ khoảng 7-8 tháng gì đó. Thì trước ngày hôm đó thì em mới qua chở cổ đi ăn uống. Rồi mới nói là thôi em có muốn đi đâu chơi không? Đưa em đi Vũng Tàu, em có đồng ý hay không? Thì vợ em từ chối đủ điều hết, không muốn đi. Đến khi đến về nhà đó, rồi em mới nhận được tin nhắn của cổ là ngày mai qua chở em đi làm. Khi buổi sáng đến nơi, gặp vợ em nguyên cái ba lô luôn. Vậy đó hả? Dạ. Là có nghĩa là lúc đó mới là xác nhận là đi Vũng Tàu hả? Dạ. Em hỏi đi đâu thì em bà vợ em mới kêu là đi chơi Vũng Tàu ở vui không? Buổi tối á thì ngồi mà đến khi mà quán mà đóng cửa luôn mới chịu về, tại vì không biết về để sẽ làm gì. Hồi hồn đó. Dạ. Đúng không? Đúng mà. Rồi để ta kể tiếp sao? Đi cuối cùng thì cứ sao? Nhảy vô hoài để người ta kể. Cuối cùng người ta phải từ từ đó. Lúc trước á khi thuê phòng thì em thuê phòng đôi hai giường để vợ bên em bên. Tối về là hai đứa nó cũng ngà ngà say rồi. Hai cái giường nó ghép lại một cái giường. Rồi chuyện gì đến nó sẽ đến. Chuyện gì đến. Thì muốn hỏi cái vụ sâu xa nữa. Chính thức là mất đời con gái vô tay của anh này rồi. Dạ. Sợ không? Thật ra thì em cũng không sợ đâu. Cái chuyện đó thì thật ra là cũng quan trọng. Nhưng mà nếu mà bạn này không tốt á thì em cũng không ngại. Vui rồi ha. Chưa, từ từ. Sao bạn có cảm thấy trách nhiệm không? Tại vì biết sao chị hỏi không? Tại vì hai bạn này sau đó là tới 8 năm sau mới lấy nhau. Tại vì ban đầu em đã xác định cô ấy là người yêu của em. Mà khi mà bước tiến một bước nữa thì em sẽ xác định cô ấy là sẽ là vợ của em. Đúng rồi. Sau chuyện đó đi thì tình cảm hai đứa càng kháng khích với nhau hơn. Hiểu nhau hơn. Vậy thì anh muốn hỏi là tại sao yêu mà yêu lâu như vậy, yêu tới 8 năm rồi mới cưới? Vì một phần là biến cố của gia đình. Từ biến cố bên gia đình cả hai gia đình đều có biến cố. Nói chung lúc đó bạn này là sinh viên. Hai đứa không thể là tiến tới hôn nhân được, vẫn kéo dài mối tình đó, quen nhau được bao năm thì ba em mất. Xong là em phải về quê với mẹ luôn, tại vì lúc đó mẹ đang bệnh, em ở một năm dưới đó. Lúc mà ba em mất là hàng giống như là em là bị stress á, em trở thành một con người khác luôn. Ảnh thì lúc đó ảnh đi làm ở trên này rồi, em đòi chia tay suốt, cứ một ngày là em phải nhắn tin chia tay 2-3 lần. Được cái ảnh rất là kiên trì luôn. Mỗi lần mà em đòi chia tay cái là ảnh về, anh chạy xe máy từ trên Sài Gòn về nhà. Em thì Long Thành, anh về đến mức độ mà bà ngoại với mấy dì của em dưới nói là sao tự nhiên quay lại thấy mày dưới đây vậy. Sau cái đám tang của bà ba năm. Dạ. Rồi sao lại không cưới liền đi? Dạ, khi đến khi cô ấy chịu tang 3 năm của ba cô ấy thì đến ông nội của em mất. Rồi chịu tang mấy năm nữa? Dạ cũng 3 năm. Vì bạn em là cháu Đức Tô. Khi ông nội em mất thì đến bà ngoại em mất. Trời ơi. Mất 3 người trong 8 năm. Dạ. Đó. Nhưng mà gia đình hai bên em là có đồng quan điểm với nhau về cái chuyện tình yêu của hai bạn hay không? Ba mẹ thì không có cấm đoán gì hết, hai bên đều không cấm đoán gì hết. Nhưng mà có một cái vướng mắc ở đây là do tụi em khác biệt tôn giáo nên đâm ra nó sẽ khó trong cái khoảng mà hai bên sẽ hiểu nhau hơn về vấn đề đó. Sau rồi
bạn em thuyết phục. Và cũng trong thời gian đó luôn, chưa lúc mà chưa chuẩn bị đám cưới á, chồng em lại bị tai nạn. Trời ơi, sao hai đứa sao cứ gặp những sự cố không vậy? Chồng chiên á. Trời mưa tối, xong rồi chồng em vừa xuống cái cầu đó thì có người băng qua đường, chồng em né. Xong rồi chồng em té xuống thì nguyên chiếc xe đập vô mặt chồng em luôn. Lúc đó thì em khâu rất là nhiều trên mặt, mũi thì bị gãy. Thì gia đình của em thấy cô này chăm sóc em rất là chu đáo. Rồi kể từ đó thì mọi thứ nó trở nên dễ dàng hơn. Sau đó là cưới luôn đó. Rồi bây giờ cưới nhau là được bao lâu rồi? Đó thì điểm này khoảng 1.5 năm. Ôi gì mới đây à, dạ, đúng không? Rồi. Quá son. Có tật xấu gì không cưng? Dạ, dạ em tật xấu cũng nhiều lắm. Nhiều trời ơi hả? Thôi giờ cho em cái trước đó. Ví dụ. Dạ. Thì vợ em á thì có cái tật rất là ngộ. Đồ đạc của mình á, mình xài chẳng hạn như là nịt bụng hay là những cái đồ mà chai dầu hay gì đó là bản thân vợ em xài. Để đâu không nhớ bắt chồng đi kiếm, mà chồng không kiếm được thì lại giận. Đó cứ thế mà năn nỉ. Vợ em cũng có dấu hiệu hay lắm, giống như là hai vợ chồng mà muốn gần nhau á, thân thiết với nhau á thì vợ em tối trước khi ngủ xí nước hoa. À. Mà đến khi nào mà vợ em mà không muốn á, vợ em sức giận. Đó, cái đó cũng hay chứ bộ. Hay lời muốn nói. Nhiều lúc mà nằm kế bên cứ tưởng nằm với cô với mẹ không. Là có sức vô gió không hả? Sức, một tuần sức mấy lần? Đêm nói chung là sức. Đêm nào cũng sức. Trời ơi, đêm nào cũng sức là mệt thôi nha. Giống như là cái đó là thói quen từ nhỏ của em luôn rồi. Dạ. Như vậy có nghĩa là đêm nào mà muốn gần thì gũi báo hiệu. Không là... có là sức dầu thơm trộn dầu gió. Giống như là đêm nào mà ấy thì em sẽ sức dầu thơm trước. Xong hết rồi mới sức dầu gió đi ngủ. Còn tật xấu gì nữa? Thì đi mỗi lần đi chơi là cô này rất là thích chụp hình. Xấu cái là giận, bỏ ra góc ngồi vậy đó. Rồi cái em phải năn nỉ xong rồi mới chịu chụp hình lại. Hay giận đúng không? Dạ hay giận, hay nhõng nhẽo lắm. Đó, cái đó là tật xấu đó. Anh cứ kể chứ không có nhìn. Cái phần này đâu có nhìn. Tại vợ em rất là hậu đậu. Đi tắm một 10 lần là hết 9 lần là quên đồ. Rồi đang tắm á, thì đang vô toilet á, thì lúc nào cũng á đó. Cứ 10 lần là hết 10 lần á, mà biết á cái gì. Dạ. Á gì vậy? Có là rớt đồ xuống đất á, bắt em lấy đồ mới đem vô lại. Cái tật ngộ lắm, lúc mà trước khi quen hay sau này quen cũng vậy. Là mỗi lần đi vệ sinh là cứ để một ảng luôn. Đến khi mà nó bốc mùi quá rồi mới xả xuống. Mà khi mà em bước vô một cái là tá ná thở luôn. Nó vậy. Đó. Cái đó do mình quên hả? Cái đó chồng quên hay cố tình chọc chồng? Ai vậy ảnh á, ảnh rất ghét như vậy. Ảnh giống như là ảnh ấy xong là phải đi xả liền. Xong rồi cứ ấy là xả liền. Còn xong ảnh cằn nhằn em, cái em để vậy luôn. Xong rồi, là cố tình đúng xong không? Xong rồi cái rồi em mới xả. Xong rồi là ảnh nói số 8 năm thì bây giờ em đỡ rồi. Rồi giờ em được cái là nấu ăn rất là ngon. Là nấu được có những cái món liên quan tới luộc với chiên thôi. Có lúc thì em thèm á, em đôi khi em thử vợ em là tài nấu nướng như thế nào thì em mới kêu là anh ơi em thèm ăn trứng. Thì lúc đi làm về á là toàn là trứng luôn, canh trứng, trứng kho, trứng chiên, trứng luộc. Em ăn mà một tuần một tháng sau là em thấy trứng em sợ luôn, không dám ăn nữa. Làm cho ăn lần cho nhớ luôn á, lại thèm ăn trứng mà ăn lần cho nhớ luôn. Ăn nhầm rồi mà. Em khui cái tật xấu của chồng em. Tật xấu của chồng em, thật ra thì chồng em ít tật xấu hơn em. Ảnh là thích hay chọc ghẹo. Thích ghẹo lắm. Biết là con gái mà ai mà không ghen, nhưng mà thích chọc cho em ghen vậy chị. Giống như là em hôm nay á hả, anh đi anh gặp nhỏ đẹp ghê luôn á em. Xong rồi em không ghen, kể tiếp. Kể tiếp cho đến lúc em giận cái quay qua đang nỉ kể... Nhây á. Dạ anh nhây lắm chị. Với lại là thêm cái nhờ anh dọn dẹp gì là rất là nhanh luôn. Cực kỳ nhanh luôn. Hồi đợt là ở dưới quê là nhà mẹ em buôn bán tạp hóa, bao nhiêu cái gì mà cũ là gom bỏ hết vậy, dục hết nhanh là tại vì dục. Dạ đúng rồi, dục cho rồi đó. Dục xong rồi cái mẹ em kiếm không thấy, mẹ em đi ra thùng rác thấy nằm lại. Cũng biết tiết kiệm quá ha. Với lại là cái này không phải là tật xấu, giống như là niềm đam mê vậy đó chị. Ảnh rất thích hát. Đi đám cưới là ảnh không cần ăn đâu, chỉ mong được lên hát thôi. Dễ thương. Cho hát càng nhiều là anh càng vui. Đến phần gọi là mong muốn thay đổi. Dạ. Thì với cái người chồng mà gọi là theo em á là ít tật xấu như thế này, thì em có muốn anh thay đổi gì không? Bạn bè em cũng nói á, mình nó không có tật xấu gì luôn á. Thì em cũng cảm thấy vậy, chỉ là lâu lâu anh nhai nhai với em vậy thôi. Vậy là sao? Là cứ là như không? Thế anh dạ, cứ như thế đi Minh ơi. Dạ. Anh cứ như vậy đi Minh ơi.
Còn Minh thì sao? Thì em chỉ mong muốn vợ em là bớt nóng tính lại, tại tính nóng lắm. Với lại là chịu khó học nấu ăn. Bớt luộc lại. Nhưng mà Minh, chị nói nghe nè, bây giờ mà ăn luộc á là thường sạch đúng đó. Rồi á chị, không có bệnh gì thiệt luôn á, mà giờ chị chưa tập được luôn á Bin. Trời ơi, đừng có nhìn em. Cái chị mà tập được là chị đâu có đến nỗi chị vậy. Cứ sau 5 giờ là mình không ăn. Cái ngành nghề của tụi chị khó mà ăn được theo như vậy. Đúng rồi. Lúc mà hai em về sống chung là có thêm một biến cố nữa, là lúc mà hai đứa em đám cưới được 1 năm thì em lại có em bé. Em có em bé, hai đứa rất là trông mong luôn, tại vì hai bên gia đình rất là mong luôn. Lúc mà nghe tin em có bầu cái là vui mừng lắm, nhưng khi đi siêu âm thì lại là thai ngoài. Ngay đêm đó em là ngay cái đêm em mổ là phải mổ liền đúng dạ, không? Dạ mổ liền. Tại vì cái trường hợp của em là cấp cứu. Bao lâu rồi cưng? Được 6 tháng, 7 tháng. 6 tháng. Dạ. 6 tháng như vậy thì cũng có thể, cũng có thể thôi, nhưng mà nếu dưỡng thêm phải dạ. Mất 1 năm. Bác sĩ nói là 2 năm. Chị cũng thai ngoài nhưng mà sau 1 năm thì chị dạ. có bé Bí Ngô á. Dạ. Thôi thì giờ đến việc của anh Bin ở đó. Anh Bin phải chúc đi. Tại vì cả hai gia đình đều mong có cháu rồi. Chúc cho hai vợ chồng em nào cũng yêu thương nhau nè ha. Và trong năm sau là sẽ có tin vui. Dạ, cảm ơn anh. Sẽ chào đón một thiên thần ha. Dạ. Khỏe mạnh nè, đầy đủ nè. Đẹp trai hoặc là đẹp gái giống như ba mẹ. Dạ, anh cảm ơn chị. Rồi, chào hai em. Dạ. Chào tụi em nha. Dạ. Dụ một lúc là cũng chịu thôi. Một lúc gì hẳn hơn 2 tiếng mới chịu. Ừ, bực mình chịu cho rồi. Ông cuối cùng một mạch là đến gần sáng luôn. Sáng luôn? Vợ không cho ngủ. Không cho ngủ luôn, gần sáng luôn. Không cho ngủ luôn. Vấn đề là dâu ấy ạ. Rất là lười cạo, em không biết tại sao mà anh ấy lại lười cạo đến thế. Dài mà còn hơn cả bố vợ luôn ấy ạ. Rồi quý vị dành một tràng pháo tay cùng đón chào cặp đôi thứ hai. Xin chào hai em. Dạ em chào anh chị ạ. Chắc có lẽ là hai em ở Hà Nội mới vào đúng không? Dạ đúng rồi, em ngoài Bắc. Vợ chồng em vào đây được 2 ngày ạ. Đi một quãng đường xa như vậy rồi tham gia chương trình Vợ Chồng Son nữa thì những người làm chương trình như tụi anh rất cảm thấy là hạnh phúc và cảm ơn vợ chồng em. Dạ vâng, vâng, vâng. Mà tụi em tụi ở nơi nào? Vợ chồng em ở Tuyên Quang ạ. Trời ơi, ở Túc Tuyên Quang lận á hả? Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Em chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân ạ. Chào tất cả các quý vị khán giả. Em là Lê Quang Hải, em đến từ Tuyên Quang. Năm nay em 31 tuổi, đang kinh doanh một sạp điện thoại nhỏ nhỏ thôi. Còn em? Lời đầu tiên thì cho em xin phép gửi lời chào đến anh Quốc Thuận ạ, đến chị Hồng Vân và toàn thể khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son ạ. Em tên là Nguyễn Huyền Trang, năm nay em 20 tuổi ạ và đến từ Tuyên Quang ạ. Trời, có 20 thôi hả? 31. Gần một giáp đúng không? Gần một tuổi nữa là con giáp rồi đó. Lần đầu tiên em gặp cô gái này như thế nào? Lần đầu tiên em gặp vợ em thì ấn tượng đầu tiên là vợ em có cái răng khểnh rất là duyên. Lần đầu tiên là em đang làm ở cái cửa hàng mà gần như là đối diện, mà lúc đó anh ấy đang chuẩn bị mở ấy. Rồi bằng cách nào mà hai bạn lại quen nhau? Thì em có kinh doanh thêm cái mảng là em in hình miếng dán điện thoại ấy. Hôm đấy là em cũng có chủ động là mình vào các cái Facebook của vợ em comment dạo thôi. Xong rồi vợ em thì bắt đầu in bảo là anh ơi inbox em nhờ chút. Là vợ em có đặt của em một cái miếng dán in hình. Dần dần là cứ đưa đẩy câu chuyện mà hôm đấy nói chung là nói chuyện cũng lâu lắm. Tiếng không? Bắt đầu từ lúc 2 giờ đến khuya luôn ấy. Thiết nói khuya luôn ấy. Nói kinh hoàng thế. Nói rất là nhiều đề tài trên trời dưới biển. Đấy là lần đầu tiên ấy mà cảm giác nói chuyện với nhau như kiểu là từ lâu lắm rồi ấy ạ. Lần đầu tiên nói chuyện mà cảm giác là hai đứa rất là hợp nhau ấy. Ôi, mà nói kiểu đó chắc nghi chắc đọc chết. Chuyện cho nghe quá, đọc chuyện 1001 đêm đó, đúng không? Đó. Rồi kể từ đó là đến khi mà các em quen nhau á là bao lâu? Đến ngày thứ hai bắt đầu nói chuyện là anh ấy đã bắt đầu đưa đón em rồi. Tức là hai người đi hai xe riêng ấy. Cứ như vậy thì khoảng 1 tháng sau thì chính thức là tỏ tình với em ạ. Anh tỏ tình kiểu gì? Lãng mạn không? Hay là đặt thẳng vấn đề? Đánh nhanh đánh gọn? Cũng khá là lãng mạn ạ. Này còn nhắn tin cho em là đi ra cái chỗ quảng trường đi, anh muốn gặp em một lát. Đi đến thì anh ấy ôm một bó hoa hồng rất là lớn và một hộp quà. Đó anh ấy có nói là anh yêu em, làm bạn gái anh nhé. Đó thì em vẫn chưa đồng ý ạ. Nhưng mà lúc ấy cảm giác em sao, em có bị hụt hẫng không? Có hơi hụt hẫng một chút. Nhưng mà thực ra là mình cũng đã lắm được một phần nào đó tình cảm của đối phương đến với mình rồi. Bưng cả một bó hoa, một quà to như thế mà nó không đồng ý mình thì có mà. Lúc mà em biết tuổi chồng em lớn hơn em vậy thì em nghĩ sao? Nói chung là
cũng phải suy nghĩ rất là nhiều đấy ạ. Khi mà đã quyết định mà yêu anh này thì em phải suy nghĩ lâu, tại vì là đã quyết định yêu thì mình phải gọi là cưới. Tại vì anh ấy cũng khá là nhiều tuổi rồi, không muốn làm anh ấy mất thời gian dành cho mình. Hỏi ý kiến rất là nhiều người, từ bố mẹ, người thân, bạn bè này, cô dì chú bác của em thì đều biết hết anh ý. Vì là cũng gần tuổi ấy ạ. Quen đến lúc cưới là vợ chồng em được 10 tháng. Khi bắt đầu tìm hiểu cô bé này thì em cũng phải hỏi qua mọi người ở nhà để xem là gia đình cô bé này thế nào, tính cách như thế nào. Thì em mới quyết định là đầu tư thời gian rồi. Thời gian ông ngắn quá, ông đầu tư cái gì ông ơi. Trong gần 10 tháng đó, cổ giận em bao nhiêu lần em còn nhớ không? Giận đúng một lần thôi. Hôm đấy em cũng không hiểu em đang kể chuyện gì nhé. Thì không, tự nhiên cô ấy bảo là phải kể luôn. Em bảo là gặp em mới kể. Theo cô ấy giận luôn. Bảo là anh đang có chuyện này hay lắm, muốn kể với em. Để bao giờ em đi làm về thì gặp em thì anh sẽ kể với em sau. Thì lúc đó em rất là tò mò nữa. Mò mình muốn biết luôn. Bảo anh nói một xíu thôi, nói chủ đề thôi. Để cho em đỡ tò mò đi, anh ấy cũng không nói. Thế là đến lúc anh ấy mới đưa em về thì em lên nhà em giận. Anh bảo chứ, thế bây giờ em xuống cổng đi, anh kể cho. Em giận không xuống. Nếu như mà em mà không xuống ấy, anh sẽ ở đây đợi khi nào em xuống thôi, đến sáng thì thôi. Được khoảng 20-30 phút sau thì em lại thấy anh ấy nổ xe thì đi về. Chó sủa rất là nhiều. Về thì anh ấy nhắn tin cho em thì em mới hỏi là tại sao anh lại lừa dối em. Anh bảo em là anh đứng ở đấy anh đợi em cơ mà, đợi đến sáng cơ mà. Anh bảo thì lúc đấy điện thoại anh nó hết pin rồi ấy. Anh có đứng ở đấy thì em có biết đâu. Thì anh phải chạy về nhà sạc điện thoại. Từ trong cái khoảng thời gian mà các bạn quen nhau cho đến cưới đó, hai bạn có hay đi chơi xa không? Có, hôm đấy là đi ăn cưới. Ăn cưới một người bạn ở cách nhà khoảng độ hơn 50 cây đấy. Hôm đấy phải vào lấy hết can đảm và xin phép để cho đi qua đêm đấy. Xin bố mẹ của bạn gái. Đúng rồi, phải đến xin phép ạ. Đêm đó là ngủ ở tại đám cưới. Để cho người ta từ từ ta kể cái gì. Tức là xin thì tức là bảo là đi thì em sẽ ngủ với bạn em. Lúc đó là đi đông lắm, chứ không phải là nguyên hai vợ chồng, nhưng mà vẫn đánh lẻ được. Đánh lẻ đi đâu? Hôm đấy là lần đầu tiên đấy. Tức là em được có cơ hội gần gũi với em đấy. Nó có một chút riêng tư đấy. Cả hai cũng rượu chè một chút vào rồi, trong người cũng có một tí cồn rồi. Mình tự tin hơn, đưa vợ mình ra khách sạn. Cô ấy có chịu không? Dụ một lúc là cũng chịu thôi. Một lúc gì hẳn hơn 2 tiếng mới chịu. Bực mình chịu cho rồi. Không, cuối cùng một mạch là đến gần sáng luôn. Sáng luôn? Vợ không cho ngủ. Không cho ngủ luôn, gần sáng luôn. Không cho ngủ luôn. Lúc đó em có sợ không em? Đấy thì cũng không ạ. Tại vì có ăn dặm ngõ rồi, cũng có các thủ tục rồi ạ. Cũng coi như là vợ rồi, cũng coi như là vợ rồi. Thì là lúc đó mình cũng không sợ lắm. Rồi sau đó bao lâu thì tụi em mới cưới? Từ lúc mà bọn em bắt đầu chính thức là yêu ấy, khoảng một tuần sau là dặm ngõ, 3 tháng sau là ăn hỏi, 3 tháng sau là cưới ạ. Em có em bé chưa ta? Chưa hả? Dạ. Vợ chồng em lúc mà cưới được 6 tháng ấy ạ, cũng rất là mong có em bé rồi. Không may lại là trưởng ngoài ạ. Thật có thai ngoài đúng không? Có thai ngoài. Đến hôm đấy thì cũng không biết là mình có. Tự dưng lại thấy rất là đau bụng. Lúc đó lại còn ở nhà một mình nữa. Không cầm điện thoại ở trên tay mà chỉ cần bước đi thôi là nó rất là đau. Được khoảng 15 phút sau thì chồng em về ạ. Chồng em mới gọi mẹ chồng em về ạ. Hỏi xem đưa em đi khám thì mới biết là bị trưởng ngoài. Mà lại phải phá bỏ đi thì nó rất là đau lòng. Chị biết cái cảm giác đó là tại vì trước bé Bí Ngô là chị thai ngoài luôn. Đó, cho nên rằng cứ yên tâm. Cái vụ mà thai ngoài là mấy tháng? Được 6 tháng rồi ạ. Khoan vội, tại vì là em phải để cho nó dưỡng cái vòi á. Cái vòi của mình á, nó phải lành hẳn luôn. Nó khỏe hẳn luôn. Đó, rồi mình thì mình hãy có chứ đừng có gấp quá. Bác sĩ cũng có dặn đó, ít nhất là phải 6 tháng sau. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại với cái phần mà hấp dẫn nhất của chương trình. Đó chính là đại hội vạch mặt nha. Đó. Thôi giờ anh ưu tiên cho em trước đó. Trong một năm qua anh ấy có tật xấu, tật xấu gì? Rất là nhiều tật xấu luôn ý ạ. Đầu tiên là về ngoại hình đi. Chồng em trước lúc cưới thì cũng rất gì và này nọ đấy ạ. Rất là chỉnh chu. Sau khi cưới xong ấy thì anh ấy bắt đầu lộ ra cái vẻ mặt thật lơ của mình ạ. Đặc biệt là vấn đề là râu ấy ạ. Rất là lười cạo, em không biết tại sao mà anh ấy lại lười cạo đến thế. Dài mà còn hơn cả bố vợ luôn ấy ạ. Ôi, vậy luôn hả? Sao cái mặt không? Này có râu là không có đẹp nè. Em cũng hay trêu vợ em là mặt anh đẹp trai này mà cạo râu đi bóng bẩy quá ra đường cái nó bắt mất thì sao. Rồi còn tật xấu gì nữa nè? Rất là lôi thôi ạ. Và rất là bẩn nữa.
quần áo này này nọ của anh ấy thì toàn vứt lung tung thôi ạ. Tất đi ạ, anh ấy rất là mê đá bóng, hay để giày trong phòng ấy. Thế em mỗi lần bước vào phòng thì mình ngửi thấy cái mùi rất là khó chịu. Và nữa là anh ấy còn lười giặt giày nữa. Còn gì nữa không nào? Còn rất là nhiều đấy ạ. Trước khi cưới thì cũng rất là lãng mạn, đến ngày sinh nhật này, đến mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10 này, cũng tặng quà rất là đầy đủ. Đến lúc cưới về em mới biết là quà đấy toàn là chị dâu em mua hộ, mà còn chưa trả tiền luôn ấy ạ. Trời ơi. Cũng rất là ham chơi, chồng em thì nghiện game, cũng suýt nữa là theo con đường game thủ đấy ạ. Trời. Rồi bây giờ tới em đó, cô ấy có thật xấu gì không? À, vậy em có thật xấu như là ngủ lướng này, còn cái nữa là vợ em cũng đam mê buôn bán quá nhưng mà chưa đủ cái chín chắn để nghĩ hết ấy. Mình dùng nhưng mà cảm thấy mọi người thích là mình lại mang về mình bán, chưa bán hết nhưng mình bị tồn đọng ở đấy. Chiến lược kinh doanh chưa có rõ ràng, chưa có hoạch định rõ ràng. Thi thoảng mà có mấy đám bạn ấy rủ đi nhậu là vợ em khoái đi lắm. Uống rượu là còn đôi khi còn tay đôi mấy bạn con trai. Uống rượu luôn á hả? Chứ không phải là bia hả? Rượu thì uống được nhưng mà bia thì đặc biệt là không uống được ạ. Rồi uống có rượu. Xỉn không? Ừ, xỉn thì về nhà lại vật chồng ra là hành chồng. Hành mấy hiệp? Tùy từng hôm, có đôi hôm đôi ba hiệp. Đôi ba hiệp, có hôm đôi ba hiệp. Tức là em bình thường thì rất là hay đi nhậu với tụi bạn ấy. Có hôm thì các bạn về hết rồi, chỉ còn nguyên em với lại hai bạn nữa thôi ạ. Chủ quán thấy mấy đứa say quá mới gọi cho chồng của hai đứa đến đón. Thì chồng em với chồng bạn ý ngồi bên ngoài uống nước chè, đợi ba đứa bên trong uống rượu xong. Hai ông chồng uống nước chè, đợi mấy bà vợ trong kia uống rượu. Dễ thương quá. Rồi bây giờ em mong muốn Trang thay đổi điều gì? Vợ em như bây giờ là em thấy khá hoàn hảo. Chỉ một cái điều là em muốn vợ em là chín chắn hơn trong cái suy nghĩ, trong cách buôn bán đó, đúng không? Mình buôn bán bỏ đồng tiền ra mình phải chín chắn chút xíu. Thế có muốn nó bỏ cái tật mà uống rượu xong về vật chồng ra không? Không. Tốt. Cái tật thì tốt mà. Tốt. Thôi nhưng mà nè, chừng nào mà đến lúc mà các em chuẩn bị có em bé đó là phải cai rượu nghe. Đúng không? Cái vậy chứ làm sao mà mỗi đêm mỗi uống, lâu lâu thi thoảng thôi. Thế còn em muốn thay, muốn chồng thay đổi gì không? Mong ý thay đổi là để ý đến cái bề ngoài một tí. Hào hoa phong nhã lên ông ơi. Và mong anh ý bớt ham chơi lại một chút xíu ạ. Em rất là yêu thích cái chương trình này ạ, xem rất là nhiều ở trên YouTube rồi là xem ở trên TV. Thì thấy mọi người cứ nói là ở đây thì cứ cặp nào mà chưa có em bé là sau khi tham gia là sẽ có ngay. Cho nên là rất là mong nhận được lời chúc của anh chị ạ. Đấy. Anh Quốc Thuận chúc cho hai vợ chồng em luôn luôn thấu hiểu nhau, chia sẻ với nhau trong mọi hoàn cảnh, yêu thương nhau. Và đặc biệt 6 tháng sau hai em sẽ đón nhận một tin vui, và qua năm sau nữa các em sẽ đón chào không chỉ là một mà hai thành viên khỏe mạnh đủ đầy, có trai có gái hoàn hảo đến với gia đình luôn đó. Quá tuyệt vời. Vợ chồng em xin cảm ơn anh. Thay mặt chương trình cảm ơn các em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Từ Tuyên Quang vào trong Sài Gòn rất là xa. Vô nhóm mà ghét ông lắm, không ưa. Tại cái mặt láo láo rồi cái kiểu Cái trôi lúc cất. Cái câu hay nói á, phánh tướng. Kiểu vậy đó. Là tự nguyện. Hai đứa tự dụ nhau. Đó, đó vậy được rồi. Ở Sài Gòn đúng không? Ở Sài Gòn. Chứ không lẽ ở đâu? Mà buổi sáng không? Không có ai làm chuyện đó buổi sáng hết đó bạn. Ngồi trong toilet một lần một tiếng mấy đồng hồ. Cái đó xấu đó. Mỗi lần ngồi xong đi ra em hỏi, ê mày làm như mày thích cái mùi toilet lắm không? Thích ngửi mùi lắm không? Mày mối rồi chiết xuất ra thành dầu thơm cho mày xịt nha. Mày sao kêu mày tao vậy? Ở nhà tụi em kêu vậy đó. Bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng thứ nhất. Hả? Con đi đâu đây? Dạ con chào cô. Ê cô gì cô? Chào bạn. Đi đâu đây? Như cô quen rồi. Chào quý vị khán giả. Giờ đi đâu? Giờ vô thấy an tâm thì giờ kêu vợ. Rồi ok, vô nha. Có rần rần vậy. Ui, vô nhỏ ơi. Trời ơi, ai vậy? Cô chào cô. Chào cô mình ơi. Chào. Ê, không có chào cô. Chào cô chị.
Rồi mời hai em ngồi. Trời ơi, che mặt là nhục quá. Cưới nhau lâu rồi mà tham gia vợ chồng son. Mới thấy được cô dâu Đại Ngọc Trâm. Chương trình này có hai loại son. Dạ. Son là có thể son từ 1 năm, 5 năm. Dạ. Nhưng mà còn cái son nữa là cho dù sống mấy chục năm đi chăng nữa thì hai vợ chồng lúc nào cũng dành cái tình cảm thiệt là son cho đó. Nhau. Son là gì nè, Trâm lúc nào nhìn chồng cũng vậy nè, say đắm á. Kiểu vậy đó, còn chồng lúc nào nhìn vợ cũng đó, đó thèm khát cái kiểu vậy. Dạ, đó. Quang nhìn vợ, Quang say đắm coi. Nhìn coi. Thôi. Thèm cái gì á chứ à, chưa bao giờ làm vậy hết cô thiệt. Thôi nắm tay cái coi son đó, đó nắm nắm tay thì có nắm không? Tay thì được chứ. Dạ. Mà kêu nhìn thèm khác thì ghê. Dạ, lời nói đầu tiên cho đàng hoàng nha. Dạ, lời nói đầu tiên cho Hoàng Mèo được gửi tới quý cô bác anh chị, quý khán giả đang xem đài truyền hình, lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng. Dạ, xin chào cô Dân, chị Dân. Đó, dạ, anh Thuận nha, anh Thuận. Chị Dân với lại anh Quốc Thuận. Thuận. Đó, nó vậy đó. Và toàn thể quý vị khán giả đang ở trong khán phòng. Mày xả đi Hoàng ơi. Trời ơi, cô phải nói không được luôn. Mày Hoàng Mẹo như tuổi nè. Dạ. Thôi để giới thiệu được. Nó sinh năm 1979. Bằng tuổi với anh Bin. Dạ, bằng tuổi với anh Bin. À, cũng xin lỗi quý vị khán giả là tại sao mình với Hoàng Mèo cứ gọi nhau trên sóng truyền hình là tôi với bạn mày tao. Thì quý vị khán giả cũng thông cảm giùm. Tại vì hai đứa ở ngoài cũng khá là thân với nhau. Rồi bây giờ tới em đó Trâm. Lời đầu tiên cho phép Đại Ngọc Trâm gửi đến quý vị khán giả đang xem đài, quý vị khán giả tại trường quay, chị Hồng Vân và anh Bin, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. À. Bây giờ em bao nhiêu tuổi, công việc em là gì? Vui lắm, nói tuổi ngại quá. Thôi nhỏ hơn Hoàng Mẹo nhiêu? 4 tuổi. Công việc hiện tại đó là Đại Ngọc Trâm là một người mẹ của hai em bé rất là tuyệt vời. Và công việc chính bây giờ là diễn viên và quản lý cho anh Hoàng Mèo, đúng không? Đúng, có đang học đạo diễn nữa cô. Rồi bây giờ nè, anh Bin, không, thật sự đó giờ đó. Mình là biết bạn với Trâm. Dạ em hiểu mà. Cái lần đầu gặp gỡ, cái lần đầu tiên các bạn gặp gỡ như thế nào? Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng chiều bơ vơ. Thôi, đó là lúc anh Lộc còn sống cô, cái làm một cô cái cô nữa kìa. Khán giả ta nhắc làm một cái kịch thông điệp xanh. Là nói về chặt phá cây rừng á, thì em là đóng vai lâm tặc. Xong cái bà được vé vô coi. Rồi sau này gặp bà mới nói vậy con. Cái này nhìn bố láo thiệt chứ. Mà bạn hồi đó là bạn cạo đầu đúng không? Cạo đầu, chọc, xong rồi để râu ria vậy đó. Kể rồi biết không nhớ gì. Nghe thôi, kể đi, thôi kể đi Trâm. Là vậy, ngày xưa em học trong trường á, em hai diễn viên. Thì anh Trâm, anh Hữu Lộc á mới vô kiếm đào để diễn tấu hài. Vô nhóm mà ghét ông lắm, không ưa. Tại cái mặt láo rồi cái kiểu Cái trôi lúc cất kiểu. Cái câu hay nói á, phánh tướng. Ừ, kiểu vậy đó. Rồi xong sau này diễn một thời gian, cái đi tới Chăm Ba diễn á, để cái tivi là chiếu là cái vở kịch đó. Là tình cờ lúc đó em mới nhớ là a à, thì ra thì có gặp ông này trước đó một năm rồi là không ưa rồi, đã ghét rồi. Bây giờ vô nhóm diễn chung nữa. À rồi. Ghét nữa. Sao mà từ ghét mà thành để ý nhau và thương nhau? Ngày xưa lúc mới vô diễn nhóm anh Trâm á, ba mẹ của ông cũng lên phụ Nụ Cười Mới, làm này làm kia. Thì thấy ông đối xử, cách đối xử với ba mẹ, đối xử với ba mẹ thì rất là có hiếu, rất là lo cho ba mẹ chu đáo lắm. Thành thử ra từ đó bắt đầu em cảm nhận lại là hình như là mình đánh giá về con người này bị sai rồi. Không có như mình nghĩ. Hồi suốt. Chúc mừng. Dạ. Rồi. Đó, rồi từ đó em mới thay đổi cách nhìn, thay đổi cái quan điểm của mình, thử tìm hiểu ổng coi làm sao, thử tiếp xúc nhiều, nói chuyện nhiều nữa coi làm sao. Thì khi nói chuyện nhiều thì thấy thì ổng cũng dễ thương, ổng được nhiều đồng nghiệp, nhiều anh chị em trong nghề quý lắm. Hoàng á, Hoàng gặp Trâm á, Hoàng có thích liền không? Gái đẹp mà cô, thì đàn ông mới đầu nhìn cũng khoái cô. Đó xong cũng đi diễn cái tiểu phẩm nụ hôn. Có hôn nhau, nhưng mà cái hôn đó là chỉ là hôn theo kỹ thuật của cô, để đây nè cô. Đó, thấy khán giả vỗ tay. Xong cái này không phải con đề nghị cho cô. Hãy đề nghị, nếu mà bây giờ mình bỏ tay ra mà mình hôn thiệt để mình coi cái cảm giác nó thì sao, được không anh? Ủi, phải liền đúng không? Nghe đề nghị, phải liền đúng không? Chơi liền. Trời ơi, gái đẹp đề nghị mà. Làm gái khán giả vô tay quá trời. Được bên gala bầu chọn là
nụ hôn nóng bỏng nhất trong gala. Là cái lúc mà Trâm nó khi mà rút cái tay ra hôn á, cái cảm giác của con nó là sao? Dạ nổi da gà cô. Đã đúng không? Dạ. Trâm sao? Cảm giác Trâm. Không, em thì bình thường cũng có cảm giác gì á. Trời ơi. Trời ơi. Ủa giờ mới biết luôn hả? Thì về có cảm giác nhớ nhung chọc đạo Trâm không? Thì cũng chưa đâu. Tại vì một đêm đâu phải diễn một suất đâu. Đúng nhiều rồi. Khi chạy 4 năm suất mà hung thiệt 4 năm lần luôn á. Thì lúc đó làm sao? 12 lần. Hung 12 lần. Một đêm á, đêm tối. Thì mấy lần mà diễn ngay lễ tình nhân 14 tháng 2 rồi đó. Em thì trong lúc diễn thì em không có cảm nhận cái điều đó, em thấy rất là bình thường. Tại vì mình diễn mà, quan trọng là cái hiệu ứng khán giả vỗ tay càng nhiều là mày là nghe, em... Bạn nghe chưa Hoàng? Nghe rồi Thuận à. Sao tự nhiên mà hỏi được đi địch đốt nhà người ta vậy? Khùng quá. Ủa, à. Mà thiệt hả? Thiệt. Đến bao lâu thì Hoàng mới tỏ tình với Đàn 100? Tới khi mà là ổng ôm hôn em ngoài hồn rùa là lúc đó cái nụ hôn đó em mới cảm giác là nó. Nhưng mà có trước tình đó là Hoàng nó cũng đã tỏ tình với. Nói em nghe. Rồi đúng không? Dạ không phải. Cũng có nhưng mà chỉ là nắm tay rồi đi chơi ngồi sau xe rồi ôm ổng thôi chứ không có một cái nụ hôn nào mà thực sự là làm cho em cảm thấy cái đó là tình yêu. Mà lúc đó mấy giờ? Cũng khuya, cũng phải 12 giờ mấy một. Mà sao mà từ con gan như vậy con phóng vô lần hôn nhỏ. Cơ hội ngàn năm có một mà cô. Mẹ vợ cũng bán cũng trễ á cô. Tại vì cô mẹ vợ thương lắm đúng không? Đi nhậu cô hồi đó mà sinh viên chở nó để về. Rồi này lên lầu cái con ra con nói mặt cặp kẹ. Kẹ với mẹ. À. Cô Thảo, con là con nói cô rồi cô cứ yên tâm. À, Trâm đi diễn với lại anh Lộc với anh Long với con rồi cô cứ yên tâm không chuyện gì xảy ra đâu. Ừ. Nếu mà có chuyện gì xảy ra con sẽ là người nói cô đầu tiên. Ừ. Con cặp thôi. Ừ. Đi. Đó, cho nên là sau đó thì miễn sao là đưa về nhà thôi rồi yên tâm rồi không bị sức đầu mẻ chán rồi. Là mẹ Thảo bả yên tâm liền. À. Đó, cho nên là thừa cơ hội thì hôn thôi. Hay Hoàng với Trâm, tôi hỏi thiệt này nha. Hai bạn á, hồi xưa là đi diễn chứ anh Trâm á, anh Hữu Lộc á, đi diễn là không phải là diễn ở thành phố mà thường xuyên đi show tỉnh, đúng không? Rồi lúc đó hai đứa có khi nào mà ở chung phòng với nhau? Không có, anh Trâm thì anh cho ở một cái phòng, gái thì ở phòng riêng, còn ba anh em thì ở phòng nhưng riêng. Mà hai bạn có đi chung với nhau đi xa không á? Tôi mệt lắm, ngày nó rà nhiều lắm. Đi xa đó. Quá sớm cái gì? Nó là hỏi những cái chuyện riêng á. Tự phòng riêng hả? Ừ. Trời dạ cô. Ai cũng nghĩ như ổng cái gì á. Nói nghe nè Hoàng với Trâm cái lần đầu tiên á. Lần tiên sao? Nó sao? Nó bị đặt ra. Ở tỉnh là không có chuyện đó rồi đó. Không thể được là bởi vì thứ nhất là chị đi diễn. Đúng rồi. Đi du lịch xa. Du lịch xa dĩ nhiên cũng làm gì làm chứ ông nào. Hai bạn cái đêm đầu tiên đến với nhau như thế nào? Trời tự nhiên. Trời ơi tự nhiên vô xấu. Bỏ ngạch gì ông nội. Hai đó thích ấm. Cái đó không thích mới là lạ đó. Rồi sao cái đêm đó có lãng mạn không? Cũng ok. Nói chung là cả hai đều biết hết đó cô. Là tự nguyện luôn đúng không? Là tự nguyện. Hai đứa tự dụ nhau. Đó, đó vậy được rồi. Ở Sài Gòn đúng không? Ở Sài Gòn. Chứ không lẽ ở đâu? Mà buổi sáng không? Không ai làm chuyện đó buổi sáng hết đó bạn. Cái đứa thứ gì làm tệ cái gì là buổi sáng hả? Buổi sáng. Đó. Mà hay quá. Không ai dụ. Nhưng mà biết có một thời điểm mà hai đứa giận nhau nè. Đúng dạ, không? Dạ. Thời điểm giận nhau mà hơi bị dài luôn. Dạ đúng rồi, giận nhau gần một năm luôn. Trước khi cưới, đợt đó em chia tay xong rồi em xin nghỉ nhóm chung luôn. Không làm nữa, tại sợ mà không làm nữa dính nữa. Chứ là không muốn gặp mặt dạ. Đúng không? Dạ, cái khoảng gần năm sau cái anh Trâm điện thoại, anh Trâm kêu thôi Trâm ơi giúp anh đi, anh thiếu đào quá, giúp anh đi cái tour tỉnh đợt này. Là đi nguyên một dính dọc, lại. Dính lại. Ê Hoàng, cái thời gian đó bạn sao? Không có thằng đàn ông nào mà chia tay mà vui cười hớn hở. Không phải lúc đó buồn bạn, chứ không cô. Lúc đó bạn cảm nghĩ như thế nào khi mất Trâm? Thì buồn. Cô con mà buồn, con không bao giờ tìm cái rượu bia hết. Con mà buồn rồi con chỉ có nghe nhạc, đi mua phim về nhà coi. Con đi mua phim về mà nói bà này bà nói là sau này khi mà mày chết đi á thì tao không cần bỏ trà trấu cái gì mà để ám mùi cô hiểu không? Tao chỉ cần nhét hết tất cả phim vô là bảo đảm cái mùi của trong cái phim á là ám hết mùi đó luôn, là chèn hòm đó là mày yên tâm. Nhưng mà nguyên nhân nè, nguyên nhân tại sao mà chia tay? Đơn giản cô, chung là
con biết ức chế chuyện gì. Trời ơi, đơn giản, chia tay đơn giản, như tôi bị khùng mà chia tay đơn giản. Tức nước dở bờ lại chuyện gì nào cô. Diễn xong về, ghé vô ăn, không mà kêu một cái lẩu. Bà này mới thèm là heo quay. Trễ rồi, khuya mà trời mưa nữa cô. Thì con mới chợt nhớ là có một cái tiệm heo quay đậu nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng, ở cái cầu của cô. Vừa tới nói xong, xa lắm. Là trên trời mưa là con đi tới đó mua sống, lòng hứng hở về tới nơi mặt chủ ụ, con không biết hiểu tại sao. Xong rồi bắt đầu hỏi tôi anh chia tay đi, tôi muốn mệt mỏi quá rồi, anh con người anh nó kỳ cục quá, nghe lời hết rồi xong rồi chia tay. Ủa, không hiểu đó? Tại vì ổng không có hiểu ý em, mà em không có muốn ổng đi, mưa gió nguy hiểm nữa mà thôi, họ thèm bữa nay không ăn được thì mai ăn được, mà nhất quyết phải đi cho bằng được. Lẫy mà đó, giống như là mua đóng heo quay về dằn vô trong mặt. Ê mà cái đó không có nha, cái đó con cô, cái đó là con thật sự em muốn cho bà ăn. Bà là thèm mấy món mà heo quay kho với lại cải chua. Lúc mà con quen bà là con cũng hay thường làm món đó cho bà ăn. Bây giờ cưới nhau rồi có hai mặt con là con hết làm rồi. Có một cái miếng heo quay mà cái là hai đứa không hiểu nhau. Thật mà ra là nhau luôn trước đó. Có nhiều chuyện rồi à, mà... chàng ly á cô rồi xong rồi. Tại sao ông này không hiểu mình, không nghe lời mình, ông cứ làm sao đâu á. Nói chung là bây giờ hai bạn là quá hạnh phúc rồi, có trai có gái đầy đủ, có bây giờ ở với nhau cũng đã mấy năm, cưới 10 năm, quen 6 năm. Trâm bây giờ cái tật xấu của bạn này á nhiều không Trâm? Nhiều lắm Bin ơi. Lúc yêu đẹp lắm, lãng dạ, mạn đúng đồ. Rồi đẹp ở... lãng mạn lắm, về không hiểu sao mà nằm kế bên là ban đêm ngáy mà ngáy banh phòng luôn, ngáy không ai ngủ banh vào lòng nóc chợ luôn. Dạ. Bây giờ còn ngáy không? Còn một cái tật xấu rất là kinh dị luôn mà em không biết là tất cả những người đàn ông khác có hay không nha. Ngồi trong toilet một lần một tiếng mấy đồng hồ. À, cái đó xấu đó. Mỗi lần ngồi xong đi ra em hỏi ê mày, như mày thích cái mùi toilet lắm không, mày thích ngửi mùi lắm không, mày mối rồi chiết xuất ra thành dầu thơm cho mày xịt nha. Mà sao kêu mày tao vậy? Ở nhà tụi em à, hay chọc bình thường kêu mày tao giỡn thì được nha, mà gây lộn mà mày tao là không yên với em đâu. Có nghĩa là giống vợ chồng đậu á, dễ thương. Ông ê mà ông ngồi toilet ông làm gì ông ngồi tiếng giọng vậy? Hồi trước là đọc báo cô, còn giờ lướt Facebook. Sau này Facebook độ khoảng 1-2 năm nay thì không phải là Facebook nữa mà là chơi điện tử. Ngồi mà đến nỗi mà em trễ giờ quay luôn á tại giọng. Chẳng hạn nói trễ giờ quay rồi không ngồi im thì con có biết đâu, con cũng ngồi im luôn đó. Tâm cũng có thêm cái tật nữa nè, là thầy hay chối á, hay cãi, nói cái gì ra là phải cãi cho mình đúng thì thôi. Hay lắm. Không phải cô, tại vì có những cái mà cũng... không phải, thực ra đâu phải là mình sai hết đâu cô hiểu không? Khi mà bà nói thì cái chuyện đó là con sai đó, nhưng mà để xảy ra cái chuyện đó thì trước đó là tại vì bạn vậy nè, cho nên tôi mới bị vậy chứ đâu phải là tại gì đâu. Rồi. Cũng thấy là ông hay cãi thiệt. À, có thì có thì có là có rồi đúng không? Thì rồi có, hay cãi. Nó nhận nó cũng cãi đó. Thì có đó. Tại vì tôi có vậy đó. Không, ông Hoàng nó nổi tiếng là ăn mặc rất là chất, rất là sạch sẽ đúng không? Cho nên ở nhà anh ấy rất là ngăn nắp đúng không? Không hề. Trời ơi, ở nhà là bài kinh khủng luôn nha. Thay cái quần cái áo nhiều khi em để cái sọt sẵn ở đó là chỉ có thay xong rồi quăng vô cái sọt thôi. Mà vẫn quăng ra ngoài mà, đường. Nó rớt ra ngoài. Vẫn quăng ra ngoài đường. Cãi nữa. Độ xa nó vậy rồi. Nó là đó, cho nó là thôi để lát nữa rồi mình có đi toilet gì mình đi ngang qua cái cửa lụm lên. Tại nó nằm ngay cái cửa thì mình lấy mình bỏ vô. Mình vừa quăng cái thì nó rớt ra ngoài xong rồi bỏ lên ngay trường hợp. Thôi không hề ha. Trời ơi, nhiều bữa đi làm tới tối khuya em về luôn em vẫn thấy cái quần cái áo nằm ở vậy đó. Tại vì nó không vô toilet đó. Nhiều khi ăn uống hay là làm cái gì dơ lấy khăn giấy lau tay lau mặt rồi xong thả tại chỗ luôn, không dục vô thùng rác. Hay hỏi nữa, cái gì cũng hỏi. Ủa, tại vì những, có những cái mà đơn tại giản vì nó cũng nghĩ, hỏi nữa. Hay hỏi ở đây nó là vậy nè cô, tại vì không bao giờ mà con làm mà bả sẽ đồng ý là chỗ đó là ok, cho nên là con lương trước vụ đó cô hiểu không? Con phải hỏi đơn giản. Cô còn nói chuyện ngày ngày hôm qua dọn nhà về cái kệ với lại cái tủ lạnh em hả? Tủ lạnh ra, quần áo. Tủ đựng quần áo ra. Ông khiêng năm cái cục này để qua bên chỗ cái tủ lạnh với lại cái kệ mà đựng thuốc cho tôi để bên đây đi. Kỳ lắm á, cái đó nó không vô luôn. Tí vậy ngay tầm nhìn mình coi tivi sao tự nhiên thấy nguyên đống đồ vậy? Để qua đi. Bà chị vợ ngồi kế bên. Chăm, cái đó chị thấy kỳ lắm á, nó không được đâu. Không có được. Dọn qua đi. Ok rồi xong dọn năm cục qua xong cái tự nhiên bà đứng giống như đứng giờ thôi dọn lại đi bà chi
chính vì như vậy, cô hiểu không? Chính vì như vậy, cứ mỗi lần làm bất cứ một cái chuyện gì trong gia đình phải hỏi. Ừ. À. Ừ, sẵn vậy con kể luôn đi. Còn có cái tật xấu gì không? Còn cái tật gì nữa ngoài cái tật đó? Lì cô. Lì. Rất lì. Ừ. Có nghĩa là ví dụ như mình giận thì mình đã là vợ chồng mình yêu nhau tới nước này rồi, hai đứa con rồi, nhưng giận xong cái cho anh xin lỗi nha, im. Tối ngủ ôm, tại người ta nói ôm là sẽ giải quyết. Ôm gồng không thọt vô được luôn á, đúng không? Không thọt vô được luôn cô. Đúng rồi, rồi thì kỳ quá, không nói chuyện. Qua ngày hôm sau không nói chuyện, nhắn tin con không trả lời luôn, cái là nhắn tin lại đã chán nhau rồi, thôi thì mình giải thoát cho nhau đi. Còn có con nhắn lại cái gì vậy? Thì bảo với nó là ngày xưa lúc tôi quen ông, tôi yêu ông, mỗi lần tôi làm gì sai á là ông hay cũng như là lúc đó mình hay gọi là mình lì mặt, mình nói ờ anh xin lỗi em gì chị mặt trai á, trai là cỡ nào được. Giờ con thấy càng nhắn hình như là bả càng nói lại, mà chính vì cái nào càng nói lại thì sẽ con nghĩ là cảm giác nó sẽ cách xa nặng nề hơn. Chẳng hay giờ mình im lặng bình tĩnh lại nói chuyện, đúng không? Đúng chưa? Cái tập bệnh cô hay chia sẻ những điều buồn phiền lên Facebook. Bạn con đây là cô dám bảo đảm luôn, bạn con chắc chắn biết mình buồn thì chẳng hạn như là mình ghi một cái chữ gì đó nó ok, hôm nay tôi buồn tại sao trên đời đối xử tôi như vậy là ok rồi. Không, còn này buồn rất ngộ, buồn mà vẫn phải lên mạng kiếm một cái hình để nó phù hợp. Phù hợp với nỗi buồn. Nhưng mà rảnh. Ủa vậy là sao ta? Ủa vậy là buồn hay là không buồn, hay là buồn có nội dung hay là buồn gì? Tôi muốn đi đâu đó thật xa, cái là có cái tấm hình, có con đường. Có một con đường xa, có một người đeo cái ba lô quẩy mà đứng xa thiệt xa. Mà cách tìm cũng dữ lắm. Thôi, nói mà cái thời gian mà tìm mấy tấm hình đó là hết là buồn, bớt buồn rồi, bớt buồn rồi. Thì là bớt buồn rồi mà vẫn để một cái ta tết buồn. Diễn viên mà. Thì mỗi lần bà này buồn là đây, ông này là vô nhắn tin gì mày. Thôi bà Liên vợ bạn con, ủa gì vậy anh sao để chuyện đó. Trấn Thành, Kiều Minh Tuấn, chị Phượng. Ê mày, mày đừng làm như vậy, có một con vợ mà như con trăm là khó lắm nha. Chửi nữa. Giống như là em xin lỗi chứ mẹ mình làm gì vậy trời. Mong muốn một điều thay đổi duy nhất, con mong là Trâm thay đổi cái gì? Bà này chỉ đừng có suy nghĩ tiêu cực nữa. Tại vì bà ấy suy nghĩ là tôi sinh ra trong cõi, trên cõi đời này là tôi sai, số tôi là số sinh ra là không đúng, tôi mang lại cái xui xẻo cho ông, cho nên là tôi cảm giác như tôi là người có lỗi với ông. Trời đất. Đó, sao là... tiêu cực dữ vậy? Dạ, sao cố thiệt mà cố. Bà đã từng nói là bà nghĩ tới chuyện tự tử luôn á. Dạ. Cả nghĩ quá đó. Không, không, theo mình nghĩ thì có khi nào Trâm đang rơi vào cái trường hợp trong cái giai đoạn là bị nó gần như là trầm cảm. Mới đây thôi. Là trước đó nhiều lắm rồi cô. Bao lâu? Lâu lắm đó cô. Ngay cả lúc mà mang thai đứa thứ nhất cũng vậy. Sau đó tất cả những công việc làm ăn thì bà cứ cảm giác như nó không được trôi chảy. Thì bà cứ nghĩ là tại vì bà làm cái gì cũng sai. Bao bỏ giờ cái tư tưởng nó đi. Đúng rồi, tại vì phải bôi, phải xóa, phải delete ngay và liền. Em cũng đang cố gắng làm cái điều đó. Ủa, Trâm rồi Trâm có muốn hoàn thay đổi gì không? Không, con giờ hoàn thiện được. Đỉnh. Không, mới gần đây thôi. Mới gần đây, cách đây chừng khoảng gần năm á. Đỡ được chút chứ trước đây là cũng còn vô tư vô tâm đó. Bây giờ ở trong nhà của hai đứa nào là trụ cột? Quán Xuyến là trụ cột đúng không? Đó. Thì con là trụ cột của gia đình. Trách nhiệm con gánh nó nặng lắm. Trong đó là có hai đứa con, rồi có một chồng mà tính tình rất là vui vẻ, rất là vô tư. Có nhiều khi nó vô tư nữa. Thì sao trong cuộc đời có những cái lúc nó không đúng ý mình, thì thành ra là nó gần như nó không phải trầm cảm mà nó bị gì nè, nó bị hơi bất đắc chí một chút xíu. Đó là những cái suy nghĩ mà của rất nhiều người, chứ không phải một mình Trâm suy nghĩ đâu. Con gạt bỏ cái đó đi, tại vì con càng nghĩ cái đó thì con sẽ càng bị áp lực. Đúng rồi, đúng nhiều vậy. Người bị lắm, chỉ có điều người ta nói ra hay không nói ra, mình biết hay không biết thôi, chứ ai cũng bị hết trơn trời đó. Chúc cho hai bạn luôn luôn hạnh phúc và sẽ có thật nhiều điều may mắn đến với gia đình của hai bạn.